Xin kính chào quý vị khán giả của đài ABTV 21.12. Hôm nay Kim Phượng và Thanh Loan gặp gỡ lại quý vị trong chương trình Phúc Lợi Xã Hội với chủ đề nói về Medicare. Mời Loan có lời chào khán giả. Xin kính chào chị Kim Phượng, kính chào quý vị khán giả của ABTV 21.12. Một tháng lại qua đi rất nhanh và hôm nay Thanh Loan được gặp lại quý vị trong chương trình Phúc Lợi Xã Hội. Rất vui được có mặt ở đây và giải đáp những thắc mắc quý vị về trong chương trình Medicare và CHIP. Một lần chị hay hỏi em là trong thời gian qua Loan có bận rộn không, thì lúc nào Loan trả lời luôn luôn là phải bận rộn rồi. Thật ra nay chị không hỏi nữa, tự em nói. Dạ thì mùa hè lại sắp hết rồi, thời gian quá nhanh, và sắp sửa là vào mùa nhập học thì Thanh Loan cũng lại bận rộn, thay vì những cái chương trình mà gọi là back to school đó, để mà hỗ trợ cho những em học sinh vào nhập học, rồi những chương trình gọi là health fair, tiêm chủng, cho nên cũng khá là bận rộn. Nhưng mà đối với Thanh Loan, bận rộn đó là niềm vui, và đặc biệt là dù có bận rộn thì cũng ráng sắp xếp thời gian để có thể có mặt trong chương trình talk show hàng tháng của Apple TV để được giao lưu và giải đáp những thắc mắc của quý vị về Medicare và CHIP. Giống như chị vậy đó, mệt mỏi là mệt mỏi, bận rộn là bận rộn, phải được hát là vui. Dạ, sao giống chị được, em đâu có biết hát đâu. Thì không em biết em, hát. Em gặp quý vị, cô chú bác em giúp đỡ thì em vui, còn chị đi được hát, dạ, được thì hát chị vui, là vui, đúng không? Dạ. Mà Thanh Loan nè, lúc này mình đi đâu mình cũng nghe mọi người than thở là tất cả những cái chi phí đều tăng vọt lên quá. Từ xăng tới thức ăn, đồ ăn, tất cả mọi thứ đều chi phí đều tăng hết, đúng không? Mình không dám nói là lý do tại sao tăng, nhưng mà giờ mình biết là mọi thứ đều tăng. Thế thì có lương là không tăng gì không? Có lương là không tăng, không có, không dám nói mất công. Nhưng mà còn cái chi phí y tế thì chắc có lẽ cũng không ngoại lệ. Vậy thì bây giờ cái chi phí của Medicare và CHIP là bao nhiêu em? Dạ thì đối với như quý vị thấy ở Mỹ, cái chi phí về y tế là rất là đắt đỏ, nhưng thậm chí là có nhiều người là không dám bị bệnh luôn. Tại vì bị bệnh cái đi bác sĩ, đi vô bệnh viện hay mua thuốc một cái là nếu mà không có bảo hiểm là không thể nào mà tự trả tiền túi nổi. Cho nên Việt Nam mình là thôi thì đi ra xong hoặc là tự trị luôn cho nó khỏi, đỡ tốn tiền. Đúng rồi. Thì bởi vậy Medicare và CHIP đó là một cái quyền lợi mà quý vị nên tận dụng. Bởi vì đó là một cái chương trình của Bộ Y tế Xã hội và hỗ trợ về chi phí y tế cho những người có thu nhập thấp. Và đối với khi mà nói đến chi phí, khi mà chính phủ đã hỗ trợ rồi thì nó hoàn toàn như là miễn phí. Cho nên nếu quý vị có Medicare thì quý vị hoàn toàn không phải chi trả những cái chi phí y tế nào cả. Và chỉ cần quý vị là đi những cái bác sĩ bệnh viện nằm trong cái mạng lưới và họ nhận cái Medicare của quý vị thì quý vị không phải chi trả những cái chi phí y tế nào cả. Và đối với CHIP thì là một cái chương trình là đặc biệt hơn là cho trẻ em. Và đối với nó dành cho những đối tượng mà họ không đủ điều kiện để xin được Medicare vì cái thu nhập của họ hơi cao, thì CHIP họ sẽ phải trả những gọi là tiền đồng trả, tức là copay đó, họ sẽ có trả một phần, nhưng mà so ra nó sẽ rất là ít so với những cái chương trình bảo hiểm Obamacare mà quý vị phải mua và phải tự trả. Chính vì vậy là quý vị nên tận dụng những cái quyền lợi của Medicare và CHIP nếu mà quý vị đủ điều kiện để xin Medicare và CHIP, để mà quý vị, nó sẽ hỗ trợ quý vị rất là nhiều trong cái trường hợp là chi phí y tế. Và như tất cả những cái chương trình phòng ngừa, khám chữa bệnh, tiêm vaccine, đặc biệt là cho trẻ em, người lớn tuổi, như Thanh Loan thấy là ở Việt Nam, ba mẹ Thanh Loan không có tiền để mà cái gọi là vaccine dời leo đó, đúng không ạ? Nhưng mà ở Mỹ thì cái vaccine đó rất là phổ biến và quý vị hoàn toàn chích miễn phí, thậm chí là quý vị không phải trả đồng nào hết. Cho nên là quý vị nên tận dụng những cái quyền lợi đó để mà quý vị chăm sóc sức khỏe của mình. Nếu mà nói về cái quyền lợi thì em có thể giải thích thêm về các quyền lợi bổ sung hoặc là các dịch vụ mà cái giá trị nó gia tăng có thể được cung cấp cho cái người thụ hưởng Medicare và CHIP. Dạ, thì không chỉ là được chi trả về chi phí bảo hiểm y tế, tức là đi khám chữa bệnh, đi bác sĩ, đi bệnh viện, là đó là những cái người ta gọi là quyền lợi cơ bản thôi. Tức là quyền lợi cơ bản của Medicare và CHIP là quý vị đi bác sĩ, đi khám chữa bệnh, đi chụp X-quang, đi mua thuốc là không tốn tiền rồi. Nhưng mà ngoài ra, quý vị còn sướng hơn nữa, đó là quý vị được những cái quyền lợi gọi là phụ trội hoặc là những cái giá trị gia tăng. Mà quý vị thấy là, quý vị hay nghe nói đến người ta gọi là Value Added Services, là mỗi cái công ty bảo hiểm họ đều có những cái quyền lợi thêm. Mà cái quyền lợi đó chính phủ không cấp, mà cái công ty bảo hiểm của quý vị họ muốn cung cấp thêm cho quý vị. Chẳng hạn như Molina, thì như quý vị biết là
Và quý vị hỏi, ủa tại sao vậy? Tại sao công ty lại cho tôi thêm những cái quyền lợi đó? Vậy công ty họ được lợi gì? Thực ra chẳng hạn như công ty bảo hiểm của Molina là được quyền của chính phủ để cung cấp những cái chương trình bảo hiểm Medicare và CHIP. Thì nếu những cái người thành viên của Molina họ khỏe mạnh thì Molina sẽ được coi là một cái công ty bảo hiểm chăm sóc khách hàng tốt, đúng không ạ? Thì vì vậy Molina có những cái chương trình để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe cũng như là tiết kiệm tiền bằng cách là như cụ thể là những cái chương trình nào. Thì trong thời gian Covid đó, thì là có những cái quyền lợi, chẳng hạn như quý vị không phải đến phòng bác sĩ khám bệnh, quý vị có thể ở nhà dùng điện thoại và có thể gọi điện vào cho bác sĩ miêu tả triệu chứng của mình và bác sĩ kê toa gửi đơn thuốc về cho quý vị, người ta gọi là khám chữa bệnh từ xa đó. Rồi có những cái chương trình chẳng hạn về răng, hỗ trợ về răng, về mắt, làm răng giả hoặc là làm mắt kiến. Rồi quý vị cũng có những cái chương trình đó, chẳng hạn nếu quý vị đi chích ngừa cúm hoặc khám khám định kỳ hàng năm thì quý vị được những cái gift card. Quý vị chỉ cần gọi điện vào dịch vụ khách hàng của các công ty bảo hiểm và khai báo là tôi đã đi khám chữa định kỳ, quý vị sẽ được một cái gift card 15-20 đồng tùy vào từng chương trình. Thì đó, những cái quyền lợi đó không phải là từ chính phủ, mà những cái quyền lợi đó là những cái quyền lợi bổ sung thêm mà những cái công ty bảo hiểm tư nhân chẳng hạn như Molina cung cấp thêm cho quý vị với mục đích là khuyến khích quý vị chăm sóc sức khỏe của mình. Đồng thời cũng như quý vị chị Kim Phượng vừa đặt câu hỏi ở trên, trong cái thời buổi kinh tế này cái gì cũng gia tăng, đôi khi 15 đồng, 20 đồng gift card cũng giúp quý vị hỗ trợ tiền xăng, tiền chợ chẳng hạn. Chính vì vậy đó là những cái quyền lợi bổ sung mà có thể rất là nhiều cô chú không có biết đến. Và họ nói, ơ, không hề biết cái những cái quyền lợi này. Và những quyền lợi này hầu hết các công ty nào cũng có. Và mỗi cá nhân, mỗi chương trình nó có những cái quyền lợi khác nhau. Và nó sẽ thay đổi hàng năm luôn. Cho nên nếu quý vị không rõ mình có những cái quyền lợi gì thì quý vị có thể gọi vào cái đường dây bảo hiểm dịch vụ khách hàng của công ty của mình để mà mình hỏi về những cái quyền lợi này. Và mình tận dụng nó để mà mình có thể vừa giữ gìn sức khỏe và vừa có thể tiết kiệm được chi phí. Có một người gọi điện thoại cho chị, nói rất là dễ thương. Cô Phượng ơi, tại sao mà tôi nộp đơn để mà tôi xin cái Medicare thì họ lại trả lời là tôi không đủ điều kiện, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đủ điều kiện. Nghĩ là sao? Làm sao mình biết chắc được mình đủ điều kiện khi mà mình bị từ chối, đúng không Loan? Vậy tôi Loan giải thích đi. Dạ rồi, thì em sẽ giải thích. Thì đúng là đôi khi mình thấy, ủa, thu nhập tôi thấp mà, tưởng rõ là, ràng tưởng là rằng, thấp tưởng rằng. Dạ thì thân, mà thật ra nó có gì, nó cũng có số liệu, nó phải có chứng từ. Ví dụ như cái thu nhập của quý vị, không, họ không chỉ xét là một cá nhân quý vị, mà quý vị với lại người ta xét là hộ gia đình. Chẳng hạn hai vợ chồng, đúng là người vợ không đi làm, thu nhập thấp thiệt, nhưng mà ông chồng đi làm bù qua sức lại, thì hai vợ chồng cộng lại nó sẽ quá nó quá cái mức mà gọi là đủ điều kiện để xin Medicare đó. Hoặc là cái thứ hai nữa đó là đôi khi tài sản, ví dụ như quý vị vẫn được có quyền có nhà, có xe, nhưng mà đôi khi có những người có những cái tài sản khác, chẳng hạn như là bảo hiểm life insurance hoặc những cái 401k, thì đó cũng gọi là tài sản. Và nếu mà quý vị có thêm những cái đó thì nó sẽ không được liệt kê quý vị vào cái đối tượng là thu nhập và lợi tức thấp nữa. Và nếu mà quý vị cảm thấy là thật ra tôi vẫn đủ điều kiện, cái chính phủ có thể là nhầm lẫn, họ cũng có khả năng chính phủ họ có thể họ xét một lần bao nhiêu ngàn hồ sơ, họ có thể có sự sai sót, chính phủ có quyền khuyến nại. Chỉ cần gọi lên Bộ Y tế, mình hỏi lại coi cái điều kiện của mình là như vậy, tại sao mình không đủ điều kiện. Và nếu mà mình không đủ điều kiện xin Medicare thì mình có thể được xin một cái chương trình khác để hỗ trợ hay không, và họ sẽ hướng dẫn mình. Và thêm một cái lưu ý của quý vị nữa đó là không có nghĩa quý vị bị từ chối lúc này có nghĩa là mãi mãi quý vị sẽ không có thể nào xin Medicare được nữa. Bởi vì như Thanh Loan đã trình bày là cái yêu cầu nó sẽ thay đổi hàng năm, phải không? Dạ đúng rồi. Nó sẽ thay đổi hàng năm. Có khi cái lúc đó mình không đủ điều kiện mà có lúc mình đủ điều kiện. Dạ đúng. Cho nên là quý vị có thể xin, mà mình quý vị cần biết được là lý do nào mà mình không đủ. Và nếu mà mình có những cái thay đổi và mình muốn xin lại thì hoàn toàn mình có thể đều có quyền xin lại được. Còn một cái người này đó là người ta ở cái tiểu bang khác và người ta đã có Medicare rồi. Bây giờ người ta muốn qua Houston với lại thăm gia đình và người ta muốn ở đây một thời gian rất là dài. Thì người ta hỏi rằng vậy ta có thể xin được cái Texas Medicare ở đây không? Dạ, thì câu hỏi này Thanh Loan cũng nhận được rất là nhiều, của nhiều người thắc mắc là ok, tôi có Medicare thì tôi đi đâu cũng được. Nhưng mà thật ra quý vị nên nhớ là Medicare ở mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những cái quyền lợi khác nhau.
Và nếu quý vị đi Texas mà quý vị đưa cái thẻ Medicaid của California, họ sẽ không thể nào nhận được hết. Và nếu trong chỉ trong một trường hợp họ có thể nhận thôi, đó gọi là emergency. Nếu quý vị phải đi emergency thì quý vị có thể xài được. Nhưng mà ví dụ quý vị đi khám bệnh, đi refill thuốc này nọ thì mỗi tiểu bang nó sẽ dùng cái bảo hiểm riêng của mình. Chính vì vậy khi mà quý vị đi du lịch và quyết định là ở lại luôn Texas mà trong một thời gian dài, chẳng hạn hơn 6 tháng, thì để mà tránh những cái rủi ro mà như Thanh Loan nói là phải trả những cái tiền chi phí bảo hiểm y tế rất là quá lớn, quý vị có thể báo với bên cái tiểu bang mà quý vị đang sinh sống là quý vị sẽ di chuyển qua Texas, và họ sẽ cắt cái Medicaid của quý vị đi và quý vị nộp đơn xin lại Medicaid ở Texas. Và thời gian xin thì thường là khoảng 30 đến 45 ngày để mà nộp hồ sơ và được quyết định, cho nên là cũng không quá dài. Cho nên quý vị nếu mà ở hơn 6 tháng thì Thanh Loan khuyến khích quý vị nên nộp đơn và xin Medicaid tại Texas để quý vị an tâm có một cái bảo hiểm. Đôi khi mình không biết được, có nhiều người sợ sẽ nói là ôm mình khỏe mạnh mà chắc không sao đâu, nhưng mà đôi khi cái cuộc sống nó có nhiều rủi ro bất trắc xảy ra, cho nên thôi thì mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì mình cứ làm trước ăn ha. Dạ đúng rồi, thì mình cứ xin trước cái Medicaid, cần hết có thì xài, không cần thì càng tốt đúng không ạ? Để dành. Dạ. Coi như thủ khi nào mà bị bệnh đột xuất phải không? Dạ. Đúng thưa quý vị, nhất là cái tuổi mà nói về Medicaid là bắt đầu cái tuổi bắt đầu lớn rồi, thì mình không biết được những cái gì có thể xảy ra cho mình. Nói xin lỗi cái tai nạn nè, bệnh hoạn nè, nó có thể xảy đến mà mình không ngờ được. Dạ cho thì... Nên nói như lại cô Loan là đúng, mình phải lo cái xin trước cái Medicaid ở chỗ Texas đi rồi xài không xài từ tính sau đúng không? Dạ đúng. Người Thanh Loan vừa rồi có được một người bạn còn rất trẻ nhưng mà họ bị đột quỵ và nó rất là bất thình lình, họ sức khỏe họ rất tốt nhưng mà đùng một cái họ bị đột quỵ. Cho nên có những cái cuộc sống mình tận hưởng được ngày nào thì mình nên tận hưởng, và mình làm được cái gì trước thì mình nên làm, chứ đừng để mà mình có những cái mình sẽ không có biết trước. Và kính thưa quý vị, bây giờ xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi quay lại ngay sau một vài thông tin quảng cáo của đài.